Có ai? Anh. Rồi anh sẽ cầm chung đi. Ok. Ai đại diện phỏng vấn em à? Nhìn máy hơn nhìn em nhá. Nhìn một bạn này nhá. Ok. Đây là lần đầu tiên mình tham gia một chương trình truyền hình thực tế và thực sự là mình chưa có một chút kinh nghiệm gì về khi tham gia chương trình. Và những ngày đầu tiên thì mình thực sự đã quá sốc vì những nhiệm vụ và thử thách cho chương trình đặt ra. Và đôi lúc mình có hơi nóng này. Nói chung là sau tối ngày hôm đấy chính bản thân mình phải tự kiểm điểm lại bản thân là mình đang ở môi trường nào, mình đang làm điều gì. Và ngay những ngày hôm sau mình đã chấn chỉnh lại bản thân để mà thực hiện những nhiệm vụ mà được giao tốt một cách tốt nhất. Thật ra là sau khi tham gia chương trình ấy, thì mình học hỏi được rất là nhiều. Nếu mà mọi người biết là ngày xưa bố mẹ mình ấy hay dọa là nếu mà con hư ấy sau này mẹ cho đi bộ đội, mình cứ bàng hoàng nghĩ mãi là không hiểu cái việc bộ đội nó có cái gì ghê gớm mà các phụ huynh luôn luôn dọa trẻ con là luôn luôn sẽ cho đi bộ đội. Và sau khi tham gia chương trình 7 ngày thì mình mới cảm thấy là quân đội là một nơi rèn luyện cho bạn kỷ luật, rồi ý thức, rồi tất cả mọi thứ liên quan đến cuộc sống và cái nề nếp cá nhân ấy, nó đều rất là chuẩn mực. 7 giờ ăn là phải đúng 7 giờ ăn, 9 giờ đi ngủ là 9 giờ đúng phải lên giường đi ngủ. Bạn không ngủ ấy thì bạn hôm sau bạn sẽ không có sức mà bạn làm các nhiệm vụ khác. Còn việc 7 giờ đi ăn ấy, bạn cũng chỉ có 10 phút ăn thôi. Bạn ăn thật nhiều vào để còn làm các nhiệm vụ. Nếu mà bạn không ăn, bạn sẽ không có sức làm các nhiệm vụ khác. Nếu mà bạn cứ chậm trễ tầm 1 đến 2 phút thì bạn sẽ bị phạt. Phạt thì có nhiều kiểu là chạy quanh vòng sân này, mỗi vòng sân trung bình tầm 400 đến 500 mét. Rồi bạn có thể đi gọi là chăn lợn rồi chăn rau, nói chung là làm rất là nhiều việc công ích. Tại vì trong quân đội ấy, thì tự sản tự tiêu, tự nuôi lợn, tự trồng rau để mà tự ăn. Chính vì thế là có mình học hỏi được rất là nhiều. Thật ra là ngày đầu tiên, tại vì trước khi tham gia chương trình mình có nghĩ đến cái việc tham gia chương trình này các là cũng vui, cũng thú vị, được trải nghiệm nhiều gọi là các chiến thuật rồi các dụng cụ quân đội. Nhưng mà không, khi tham gia chương trình thì mình được đóng vai, không phải được đóng vai mà được nhập vai một người lính thực thụ và được làm nhiệm vụ một cách đặc cách. Ở đây là gì? Tại vì trong một quá trình huấn luyện mà binh sĩ thì một chiến sĩ thì là mất 2 năm trời, nhưng mà bọn mình chỉ được tham gia chương trình trong 7 ngày. Thế là tất cả các nhiệm vụ từ lớn nhất đến nhỏ nhất được dồn vào trong 7 ngày đấy cho tất cả các chiến sĩ khách mời. Và đôi lúc có một số nhiệm vụ hơi quá sức đối với các anh em thì cũng khá là kiệt sức. Để nói thế nào nhỉ, cũng có khá là nhiều thử thách. Tại vì bọn mình là lữ hành hải quân nên có bơi lội này, có bơi qua sông mang vũ khí này, có leo lên xe thiết giáp lội qua sông này, rồi có cả bắn súng này. Nói chung là rất là nhiều thử thách. Nhưng mà trước khi tham gia thì mình nghe đến hải quân thì việc bơi lội là mình không sợ, tại vì cá nhân mình cảm thấy mình tự tin với việc trên nước khá là nhiều. Còn thử thách khó là liên quan mấy thử thách mà liên quan đến thể lực. Vì cá nhân mình từ trước giờ thể thao mình không tham gia quá nhiều nên thể lực của mình khá là yếu. Mấy cái việc như là chạy quanh vòng sân mà tất cả chạy tầm 3 đến 4 vòng là bắt đầu chạy được tầm 1 đến 2 vòng là bắt đầu mình cảm thấy chóng mặt và không thể được. Nếu mà được quay lại một lần nữa thì mình nghĩ là mình sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn. Tại vì cái lần này mình đã hơi gọi là nghĩ cái chương trình nó sẽ vui vẻ và nhẹ nhàng, nhưng mà không. Quá trình luyện tập của mình quá căng so với bản thân mình. Thì nếu mà có cơ hội quay lại đây một lần nữa thì mình sẽ quay trở lại, nhưng mà trước khi quay trở lại chắc là mình sẽ phải chuẩn bị 2 đến 3 tháng để mà rèn luyện tất cả các gọi là nhiệm vụ chương trình sẽ giao để mà thực hiện cách tốt nhất. Ngày bao nhiêu phát sóng ngày mai đúng không nhỉ? Mấy giờ nhỉ? Trên kênh VTC1 và Quốc phòng Việt Nam VTC1.
Các bạn hãy nhớ đón xem chương trình Sao Nhập Ngũ Trái Tim Người Lính vào ngày 25 tháng 10. Các bạn nhớ đón xem chương trình Sao Nhập Ngũ Trái Tim Người Lính vào ngày 25 tháng 10 trên kênh VTC1 và Quốc phòng Việt Nam nhé. Trời ơi, vất vả quá chị ơi. Trời ơi. Chụp ở đâu rồi em? Chị giỏi quá, cầm to thế. Không hàng nào. Gãy gãy nè. Đây, gãy đồ đây. Hành đi có loại hành đi của đội rồi. Mọi người đã coi cái bài mới của Bé Châu chưa? Dạ. Xin gái là đó. Lo nhìn mấy dựa à? Anh Châu ơi, xét chưa? Rồi đây. Rồi mọi người nhìn dựa đi, chào, chào. Rồi, chào, rồi mọi người cũng quậy đi anh em, mình nghiêm túc quá. Đứng tư thế thể thao á. Vậy là sao? Thể thao hay là gì? Vô, mẹ khoắn đi. Tư thế của lính, chất lính luôn. Chất lính. Quên đi. Bắn đi nè, 1, 2, 3, bắn. Đứng thể thao đẹp hả? Cầu mà. Rồi xong đẹp trai. Đứng thể thao chứ không ai biết đấy là thể thao. Môn gì? Chứ đứng gì chứ? Có môn gì chứ? Đứng thể thao. Mọi người mình đi tập squat à. Tại sao mọi người như thế này? Em có thấy sai không? Rồi em lúc nào cũng sai. Thầy thôi nhá em này, em bảo người chính đó. Sao nhiều chuyện quá vậy? Suốt hả? Ôi ôi! Chết rồi. Ôi về đôi kìa. Ôi, về ba. Sao có đôi? Đi trong luôn hả? Tiên cơ phải có nó đi không em? Sao đi? Chết. Sao đi, vô đi. Trời ơi nha. Bố. Thì đôi luôn. Bố kìa, bố chỗ ăn quá ăn vậy chị. Vậy hả?
cho Trang đuôi chữ này bên. Ủa rồi sao? Ủa mọi người về hả? Mình cũng là phô lên chị nhiều, nhấp em đi anh chị ơi. Dạ hello.